Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính vừa ban hành chỉ thị số 02 về đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính trong tình hình mới. Tại chỉ thị này, Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính yêu cầu cấp ủy, tập thể lãnh đạo các đơn vị khẩn trương nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính. Theo đó, cấp ủy, tập thể lãnh đạo đơn vị phải xây dựng kế hoạch riêng hoặc lồng ghép trong kế hoạch công tác của đơn vị. Khi triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật phải phân công, xác định rõ trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong thực hiện. Xác định việc tổ chức triển khai công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tài chính là trách nhiệm của tập thể, lãnh đạo đơn vị. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên và quyết liệt thực hiện trong chương trình công tác của đơn vị. Từ đó tập trung chỉ đạo và bố trí nguồn lực để thực hiện có hiệu quả. Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính cũng yêu cầu việc xây dựng hoàn thiện thể chế pháp luật phải chắc chắn, làm tốt từng khâu, ưu tiên cao nhất cho chất lượng nhưng phải đảm bảo yêu cầu về thời hạn xây dựng. Tăng cường khâu rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật, chống tiêu cực ngay trong công tác xây dựng pháp luật, không bị chi phối, tác động bởi các hành vi không lành mạnh của bất cứ tổ chức cá nhân nào, không để xảy ra tình trạng lồng ghép lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong văn bản quy phạm pháp luật, thực hiện nghiêm công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật tài chính theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.